Cùng cập nhật những tin tức mới nhất về dịch bệnh Covid-19 trên kênh FPC, bản tin ngày hôm nay ngày 22 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung nước dịch bệnh lan trọng, nhiều địa phương ở Điện Biên nâng cấp độ lên vùng vàng, cam và đỏ. Ngày thứ năm liên tiếp, Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca nhiễm một ngày. Thành phố Cần Thơ liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới. Từ hôm nay, karaoke, vũ trường, massage, quán bar tạm dừng ở Tây Ninh. Chỉ đạo yêu cầu xét nghiệm 3 ngày một lần người lao động ở Lâm Đồng kêu trời. Người dân vào tỉnh Đồng Tháp xôn xao vì bị từ chối khai báo y tế trên app PC Covid sổ sức khỏe điện tử. Trên thế giới, chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày đạt mức kỷ lục, Đức cảnh báo mùa đông u ám. Thái Lan đứng thứ hai Đông Nam Á về số ca nhiễm mới trong ngày. Trung Quốc đã tiêm được tổng cộng 2,42 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 chuyên gia cho rằng đức ưu tiên tăng cường bằng vaccine moderna làm chậm quá trình tiêm chủng Theo cập nhật từ Bộ Y tế, vào 18 giờ ngày hôm qua, cả nước ghi nhận 9.889 ca nhiễm mới với 7 ca nhập cảnh và 9.882 trường hợp trong nước, tăng 364 ca so với một ngày trước đó. Tại 57 tỉnh, thành phố, có 5.361 ca trong cộng đồng. Đây cũng là ngày đầu tiên sau nhiều tháng của đợt dịch thứ tư. Trong 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Thông tin các ca nhiễm mới phân bố tại các tỉnh thành đang được hiển thị trên màn hình. Theo thống kê, Đắk Lắk, Bình Phước, Tiền Giang là các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với một ngày trước đó, ngược lại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ là các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với một ngày trước đó. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.616 ca trên một ngày. Như vậy, Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 11, Việt Nam có 1.094.514 ca nhiễm, cùng ngày có 5.163 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 905.500 ca, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca. Thông tin chi tiết về số ca tử vong mới ghi nhận tại các tỉnh như sau. Cả nước ghi nhận thêm 76 ca tử vong trong 24 giờ qua tại Bình Dương là 15 ca, Long An 8 ca, An Giang và Đồng Nai mỗi nơi 7 ca, Tiền Giang và Cần Thơ mỗi nơi 6 ca, Tây Ninh, Kiên Giang mỗi nơi 5 ca, Sóc Trăng, Bạc Liêu mỗi nơi 4 ca, Bình Thuận 3 ca, Đồng Tháp và Vĩnh Long mỗi nơi 2 ca, Quảng Ngãi và Cà Mau mỗi nơi 1 ca. Trong tối ngày 21 tháng 11, Hà Nội cho biết ghi nhận 218 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca nhiễm trên 200 ca. Đáng lo ngại là trong số này có đến 100 ca trong cộng đồng, phân bố tại 23 quận huyện gồm có Gia Lâm và Hai Bà Trưng mỗi nơi 9 ca, Đống Đa 8 ca, Hoài Đức, Đông Anh, Hoàng Mai mỗi nơi 7 ca, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Phú Xuyên, Ba Định, Thanh Xuân, Hà Đông mỗi nơi 5 ca, Mỹ Đức 4 ca, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tính mỗi nơi 3 ca, Mê Linh, Quốc Oai, Chương Mỹ mỗi nơi 2 ca, Hoàng Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên mỗi nơi 1 ca. Hiện Hà Nội đang duy trì các trạm y tế lưu động để thu dung khám điều trị cho F0 nhẹ, không có triệu chứng, đồng thời phát hiện sớm xử lý cấp cứu kịp thời, chuyển viện khi người bệnh có tiến triển ở mức độ vừa và nặng. Cũng trong hôm qua, Cần Thơ ghi nhận 341 ca nhiễm COVID-19 và là một trong ba địa phương có số ca nhiễm tăng cao so với một ngày trước đó khi đã tăng hơn 140 ca. Ngành y tế Cần Thơ đã nhận định số ca nhiễm tăng nhanh nên tốc độ mở rộng bệnh viện giới chiến không kịp đáp ứng. Thành phố đã trưng dụng các cơ sở y tế để tiếp nhận điều trị F0 có bệnh nền. Trong bối cảnh người dân thành phố đa số đã được tiêm vaccine mũi 1, nên thành phố đã thực hiện cho F0 điều trị tại nhà. Dù những ngày qua số không tại thành phố tăng cao khiến người dân lo lắng, tuy nhiên ngành y tế cho rằng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng tại tỉnh vùng núi Điện Biên, trước sự gia tăng của các số F0 mới, Điện Biên đã nâng cấp độ dịch ở nhiều xã thị trấn lên vùng vàng cam và đỏ. Chỉ trong 21 ngày Điện Biên đã có thêm 302 ca mắc COVID-19, nhiều nhất là ở huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông. Tại huyện Điện Biên Đông, các ca bệnh chủ yếu là công nhân của tập đoàn Hưng Hải, tạm trú tại láng công trình thuộc xã Phi Nhự. Đáng lo ngại là từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh Điện Biên có 114 F0 là cán bộ giáo viên học sinh, hơn 3.800 F1 và gần 16.000 F2 có liên quan đến các ca mắc mới. Trước tình hình đó, 100% trường học thuộc huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đã phải cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch. Mường Nhé, Nậm Bồ, Mường Án cũng tạm dừng việc dạy trực tiếp. 26 cơ sở giáo dục thuộc chính huyện thị thành phố cũng được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung. Tính đến, đến ngày 20 tháng 11, toàn tỉnh Điện Biên vẫn là vùng xanh. Tuy nhiên, trong 129 xã phường thị trấn thì có 5 đơn vị cấp độ 2 vùng vàng. 3 đơn vị cấp độ 3 vùng cam và 3 đơn vị cấp độ 4 vùng đỏ. Tại Thái Bình, dịch bệnh cũng diễn biến nhanh chóng và khó lường. Chỉ sau 10 ngày từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên tại huyện Phụ Thư, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận hơn 750 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý là dù địa phương đã tăng cường xét nghiệm bốc tách F0, nhưng nguy cơ dịch bệnh tại các vùng dịch vẫn ở cấp độ phức tạp. Trước tình hình đó, Sở Y tế tỉnh này cho biết đã tăng cường thu dung điều trị tại các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi đồng, đồng thời thành lập Bệnh viện Giải chiến có thể tiếp nhận từ 500 đến 600 ca F0 tại ký túc xá Đại học Thái Bình. Tỉnh tính toán nếu quá tải, tỉnh sẽ thu dung điều trị F0 ngay tại các khu cách ly tập trung ở các huyện, thành phố. Tại Tây Ninh, những ngày qua sốt không trong cộng đồng, đặc biệt là các khu công nghiệp trên địa bàn có xu hướng tăng cao, tỉnh xác định nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhằm tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 11, tỉnh sẽ tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, massage, trò chơi điện tử trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm, không phục vụ rượu bia, thức uống có cồn và đảm bảo giãn cách, tuân thủ 5K. Các sự kiện văn hóa đám cưới đám tang không quá 20 người, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức họp quá 30 người. Nếu sự kiện nào phải tiếp nhận hơn số người cho phép trong cùng một thời điểm, phải được sự cho phép của chính quyền địa phương. Dù đã tăng cường phòng chống dịch, thế nhưng tình hình dịch bệnh trong mấy ngày qua tại Bình Thuận vẫn diễn biến phức tạp. Trong sáng hôm qua, Bình Thuận có thêm gần 500 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 300 ca nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh xác định ngoài việc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch còn có lúc bị lúng túng, bị động, thiếu thống nhất. Cộng với tỷ lệ vaccine phủ mũi 2 cho người dân còn thấp, thì việc người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch cũng là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao. Tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương không cho người ra vào vùng đỏ, trừ các trường hợp đặc biệt, người dân chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết và phải đảm bảo tiêm đủ hai liều vaccine, đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 72 giờ. Ngoài ra, người dân còn phải có giấy đi đường, đi chợ do địa phương cấp. Toàn bộ người dân không được ra khỏi nhà từ 19 giờ hôm trước cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Hoạt động bán hàng ăn uống được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến. Còn người từ vùng cam đến các vùng khác phải có một trong ba loại giấy đã tiêm đủ hai mũi vaccine, đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng hoặc giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 72 giờ. Vùng cam chỉ được bán mang về, người mua người bán cách nhau 2 mét nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm. Xin chuyển sang một số thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương gây bất cập xôn xao dư luận. Vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản số 8403 chỉ đạo các đơn vị tăng cường xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công viên chức, người lao động với tần suất 3 ngày một lần, cùng với yêu cầu người đến liên hệ công tác phải có xét nghiệm âm tính và tiêm đủ mũi vaccine. Nhiều cán bộ cho rằng vì xét nghiệm 8 lần một tháng, mỗi người sẽ chi trên dưới 1 triệu đồng, còn cơ quan thì mất không dưới 150 triệu đồng một tháng trong khi Lâm Đồng là vùng vàng và hầu hết cán bộ công chức viên chức đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19. Vào sáng hôm qua, Lâm Đồng ghi nhận 97 ca mắc mới, trong đó nhiều ca trong cộng đồng. Tỉnh xác định nguyên nhân là do người từ tỉnh thành vùng dịch vào tỉnh gây ra phát tán dịch bệnh. Ngành y tế đã yêu cầu các chốt kiểm dịch chỉ tiếp nhận người có xét nghiệm âm tính vào tỉnh, đồng thời khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Những ngày qua, người dân đi vào tỉnh Đồng Tháp phản ánh gặp nhiều trở ngại tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh này. Cụ thể, người dân bị từ chối quét mã khai báo y tế trên sổ sức khỏe điện tử và cả ứng dụng PC-COVID. Thay vào đó, cán bộ trực chốt đề nghị người dân phải tải cài đặt ứng dụng vneid và khai báo y tế lịch trình di chuyển trong mới thực hiện các bước tiếp theo để qua chốt thậm chí có người dân sau khi khai báo trình giấy tiêm chủng xong thì được yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính điều này đã gây ra ủng ứ tập trung đông người tại các chốt phía tỉnh đồng tháp cho rằng hiện nay một số người vẫn chưa cập nhật dữ liệu vaccine đồng bộ người dân vào đồng tháp sử dụng phần mềm nào cũng được nếu cung cấp đầy đủ dữ liệu còn thiếu thông tin thì phải bổ sung Theo thống kê của Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 11, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 257,5 triệu ca, trong đó số ca được chữa khỏi là hơn 232 triệu ca. Đáng buồn là đã có đến 5,1 triệu người trên toàn cầu đã không thể qua khỏi về đại dịch COVID-19. Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 48,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 793.000 ca đã tử vong. 7 ngày qua, quốc gia này ghi nhận hơn 10.000 người chết vì COVID-19. Trong khi đó, trong 7 ngày qua, Ấn Độ chỉ có thêm hơn 2.000 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên hơn 465.000 ca. Số ca nhiễm là hơn 34,5 triệu ca. Brazil là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, với số người nhiễm COVID-19 đã hơn 22 triệu ca, hơn 612.000 trường hợp đã không thể qua khỏi. Tiếp theo là Anh, với hơn 9,8 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 143.000 người đã chết vì đại dịch. Tại châu Âu với số ca nhiễm trên, anh đứng đầu châu lục này với hơn 36.900 ca nhiễm mới trong 24 giờ, Nga đứng vị trí thứ hai tại châu Âu, tuy nhiên số ca tử vong tại Nga vẫn cao hơn anh là hơn 120.000 ca với hơn 264.000 người đã tử vong tại quốc gia này. Pháp đứng vị trí thứ ba với hơn 7,3 triệu ca nhiễm và hơn 118.000 người đã thiệt mạng trong đại dịch lần này. Con số này không có nhiều biến động so với 7 ngày trước đó. Mới đây, Viện Koch AKI của Đức cho biết nước này có nguy cơ xảy ra làn sóng dịch COVID-19 thứ năm vào mùa đông này. Nhận định này được đưa ra sau khi AKI ghi nhận chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày xét trên 100.000 dân ở Đức hiện ở mức cao kỷ lục. Chủ tịch AKI Lothar Wieler cho biết để ngăn chặn những nguy cơ trong mùa đông, cần phải nhanh chóng hành động với những biện pháp cứng trắng, kể cả đối với những người đã tiêm đầy đủ, bởi chỉ riêng việc tiêm phòng là chưa đủ để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Nếu không đạt đủ hạn ngạch tiêm chủng, đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục bùng phát trở lại sau lần sóng thứ tư hiện nay. Xu hướng dịch bệnh trong mùa đông phụ thuộc nhiều vào những gì diễn ra hiện nay. Ông cảnh báo cần ngay lập tức có hai sự điều chỉnh, gồm hạn chế tiếp xúc trên diện rộng ở đất cũng như tránh các lễ hội sự kiện lớn. Trong không gian kính có đông người tham gia, biện pháp hạn chế này có thể thấy rõ hiệu quả sau 2 tuần. AKI ủng hộ cách hành động phòng ngừa, kể cả những bang chưa bị tác động mạnh bởi đại dịch. Tại các bang có số lượng lây nhiễm thấp, Biện pháp hạn chế tiếp xúc là cơ hội để duy trì số ca nhiễm thấp, trong khi với các bàn có tỷ lệ lây nhiễm cao thì đã làm rất muộn để thực hiện biện pháp này. Điều cần làm thứ hai là cần phải đẩy mạnh tiêm chủng tối đa, dù biện pháp này không tác động nhanh chóng tới số ca nhiễm mới, như việc hạn chế tiếp xúc và phải cần tới 3-5 tuần để có hiệu quả cao trong bối cảnh châu âu đang quay cuồng trong làn sóng lây nhiễm mới nhất mới đây ý vẫn quyết định mở cửa trở lại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết bất chấp nhiều nước châu âu kêu gọi đóng cửa chặt chẽ hơn khi số ca mắc đang gia tăng trên khắp châu âu nhiều nước đã bắt buộc phải tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn chặn trong đó áo đã tái áp đặt toàn bộ lệnh cấm và các hạn chế nghiêm ngặt hơn cũng đang được áo áp dụng đối với những người chưa được tiêm chủng ở nhiều vùng của đức cộng hòa séc và slovakia Chủ tịch khu nghỉ dưỡng Skirama Business Consortium của Ý cho biết, chắc chắn sẽ có sự lo lắng và hoài nghi vì tình hình dịch bệnh đang ngày càng tồi tệ hơn, nhưng các khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất. Ở Mandona di Capiglio, một khu nghỉ mát nép mình bên giải Alps ở miền bắc nước Ý, Ba dốc trượt tuyết đã lần đầu tiên mở cửa kể từ ngày 10 tháng 3, 2020. Ngành công nghiệp trượt tuyết của Ý đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế COVID-19 với quyết định bất ngờ kéo dài thời gian đóng cửa các khu nghỉ mát trượt tuyết vào tháng 2 năm 2021. Tại khu vực châu Á, tính đến ngày 21 tháng 11, Thái Lan ghi nhận hơn 6.500 ca mắc mới trong vòng 24 giờ. Đây là nước có số ca mắc đứng thứ hai Đông Nam Á. Từ đầu tháng 11, nước này đã mở cửa đón du khách quốc tế, đã tiêm đầy đủ vaccine. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, vào ngày 12 tháng 11, chính phủ Thái Lan đã quyết định lùi thời điểm mở lại các địa điểm giải trí vào ban đêm trên toàn quốc cho tới ít nhất là giữa tháng 1 năm 2022 do lo ngại việc mở cửa những điểm này có thể dẫn tới làn sóng lây nhiễm mới. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đã mở lại hai cửa khẩu biên giới với Malaysia từ ngày 15 tháng 11. Về tình hình tiêm chủng, ngày 19 tháng 11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Chavirakul cho biết nước này sẽ có ít nhất 90 triệu liều vaccine vào năm 2022. Ông Anutin cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này đã cải thiện và Thái Lan có đủ vaccine cho năm nay và chính phủ vẫn đang đặt mục tiêu đạt được mốc 100 triệu liều trong tháng này. Trong năm tới, Thái Lan dự kiến sẽ có ít nhất 90 triệu liều vaccine, gồm 60 triệu liều của AstraZeneca và 30 triệu liều của Pfizer. Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ có thêm vaccine của hãng Novavax và các loại vaccine được sản xuất trong nước do Đại học Chulalongkorn, Tổ chức Dược phẩm, Chính phủ, GBO và công ty Bayer Phytopharm phát triển. Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong 24 giờ tính đến ngày 21 tháng 11, nước này ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với con số 23 ca của một ngày trước đó. Trong số các ca nhiễm mới có 4 ca nhiễm cộng đồng. Tăng so với 3 ca của một ngày trước đó, Trung Quốc đã ghi nhận 8 ca mắc không có triệu chứng mới, được phân loại riêng biệt với các ca mắc mới, giảm so với 16 ca của một ngày trước đó. Tính đến ngày 20 tháng 11, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 98.400 ca nhiễm mới, tổng số ca tử vong vẫn không đổi là 4.636 người. Chuyển sang các thông tin về vaccine, theo ông Mi Pen, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC, tính đến thứ Sáu tuần qua, nước này đã sử dụng hơn 2,46 tỷ vaccine COVID-19 cho người dân. Và việc tiêm chủng này vẫn sẽ được tiếp tục cho đến khi nào đạt được miễn dịch cộng đồng. Cụ thể, trong một cuộc họp báo, ông Mi cho biết, tính đến ngày 19 tháng 11, tổng cộng 2,42 tỷ liều vaccine COVID-19 mới đã được tiêm cho người dân và hơn 1 tỷ người đã tiêm phòng đầy đủ. Ông Mi cho biết thêm 8 tỉnh và khu tự trị đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát trở lại của dịch bệnh đã không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong 14 ngày liên tiếp. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ mới đây đã công bố báo cáo mới nhất về chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, trong đó cho biết nước này đã tiêm được hơn 449,9 triệu liều vắc phòng COVID-19 trong tổng số hơn 567 triệu liều đã phân phối tới các cơ sở y tế trên khắp cả nước. Tính đến 6 giờ ngày 20 tháng 11, có hơn 229,8 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi, trong đó có hơn 196,1 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Số liệu trên này của CDC bao gồm những loại vaccine hai mũi của Moderna và Pfizer-BioNTech và loại một mũi duy nhất của Johnson Johnson. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ dân số Mỹ hoàn thành tiêm chủng đạt 59,1%, trong đó người trên 65 tuổi đạt người trên 18 tuổi đạt 70,9%, người trên 12 tuổi đạt 69,1%, người trên 5 tuổi đạt 62,8%. Tại Ý, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã tiêm vaccine tăng cường vào ngày 20 tháng 11 vừa qua. Trong một video được đăng tải trên Facebook, cựu Thủ tướng 85 tuổi rất vui vẻ và hài lòng khi thực hiện hành động này. Ý bắt đầu tiêm chủng liều vaccine tăng cường cho các nhóm dễ bị tổn thương và những người trên 60 tuổi. Vào tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế Ý cho biết, tính đến ngày 20 tháng 11, nước này đã ghi nhận 48 ca tử vong liên quan đến COVID-19, giảm so với 69 ca một ngày trước đó. Trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm xuống còn 10.544 từ 10.638. Tại Đức, mới đây, một bác sĩ tai mũi hồng Jürgen Restro cho biết quyết định hạn chế tiêm vaccine Pfizer để thay bằng vaccine của Moderna vì sợ hết hạn đã làm tăng gấp đôi thời gian tiêm chủng cho người dân. Bác sĩ Zuzin Rostro, là người đã tiêm vaccine cho hơn 70 người tại cơ sở ở Cologne hôm thứ Bảy, cho biết người dân có rất nhiều câu hỏi và họ cần được giải đáp. Thứ trưởng Bộ Y tế Thomas Stephen hôm thứ Sáu đã viết thư cho các bang của Đức rằng 90% đơn đặt hàng hiện là vaccine của Pfizer, tuy nhiên vaccine Moderna vẫn nên được sử dụng nhiều hơn cho chiến dịch tiêm chủng tăng cường, vì nếu không nước này sẽ phải đối mặt với việc khách hàng từ giữa quý đầu tiên của năm 2022. Vừa qua, tại Hà Lan, những người biểu tình đã tập trung ở bên ngoài bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam để phản đối các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ. Cuộc biểu tình này diễn ra sau vụ bạo động hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 11 ở Rotterdam, nơi một đám đông đã đốt cháy ô tô, đốt pháo sáng và ném đá vào cảnh sát những tưởng rằng sự kiện đã bị hoãn lại nhưng hàng nghìn người biểu tình vẫn tiếp tục xuất hiện để tuần hành xung quanh quảng trường trung tâm của thành phố cuộc tuần hành vẫn diễn ra trong hòa bình và được giám sát bởi sự hiện diện dày đặc của cảnh sát sau đó vào tối thứ bảy hàng trăm người biểu tình ở lại đã tập trung vào Museum Plant, một điểm nóng du lịch tại đây, cảnh sát chống bạo động cũng đã có mặt để theo dõi chặt chẽ. Tuần trước, Hà Lan đã phải áp dụng lại một số biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ. Nhằm làm chậm sự bùng phát của dịch bệnh trong thời gian gần đây, tuy nhiên số ca nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao kể từ khi bắt đầu đại dịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch Covid-19 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở các bản tin sau.